Như vậy khi các bạn thực hiện menu đó, nếu như mà các bạn chọn một thực hiện chức năng 1, chọn 2 thực hiện chức năng 2, và chúng ta ở đây chúng ta yêu cầu một cái câu là hãy chọn một số, và lúc này người ta chọn 1, 2, 3. Sau khi mà mình thực hiện chức năng 1 rồi, thực hiện chức năng 1 xong rồi, mình mới hỏi người ta là có tiếp tục hay không, có hay không. Đó, lúc này mình mới hỏi người ta là có tiếp tục hay không, có hay là không ở đây. Thì nếu có thì quay trở lại menu, còn nếu không thì thoát luôn. Đó là một cách thể hiện. Một cách thể hiện thứ hai là sau khi thực hiện chức năng 1 xong thì tự động quay trở về menu chính luôn. Và trong menu chính nó có thêm một cái menu nữa là menu số 4 là thoát. Đó. Như vậy thì nếu như bạn sử dụng menu số 4 là thoát thì chỗ này không cần hỏi có tiếp tục hay không, không cần hỏi. Mà mặc nhiên khi thực hiện chức năng 1 xong thì tự động quay về main menu. Và nếu muốn thoát thì nhấn số 4. Hết. Đó là một cách. Đó, được chưa nào? Còn cái chỗ mà tiếp tục hay không này đó, thường chúng ta sẽ dùng cho cái gì? Ví dụ, sau này các bạn sẽ viết một cái đoạn code là quản lý điểm. Đó. Và trong cái quản lý điểm này, bạn sẽ có một cái menu là nhập vào sinh viên. Nhập vào sinh viên, nhập danh sách á. Ví dụ sinh viên thứ nhất, sinh viên thứ hai, sinh viên thứ ba đến sinh viên thứ N. Thì cùng một chức năng nhập này, mình có thể thực hiện lại N lần mà mình không biết là bao nhiêu. Vậy thì lúc này cái chức năng nhập sinh viên này này, bạn mới hỏi có tiếp tục hay hay không. Thì mới hỏi. Đó, sau khi nhập một sinh viên xong, hỏi tiếp tục hay không. Nếu có, nhập tiếp. Nếu không, thì thoát chức năng nhập sinh viên. Còn nếu như mà mình chỉ xài cái menu này, thực hiện xong chức năng 1, hết không làm gì nữa, thì nên quay lại menu chính. Tại vì sao? Khi mà các bạn đưa lên một cái menu nhiều món ăn, thì sau khi người ta ăn xong, bạn hỏi là có ăn nữa hay không? Đôi khi người ta đứng dậy người ta đi về. Nhưng mà người ta ăn xong cái món một này, mặc định cứ đưa menu cho người ta chọn. Nếu thích thì chọn đi về. Còn không thì người ta chọn chức năng 2, chọn chức năng 3. Một phần mềm của các bạn cũng vậy. Khi mà các bạn thực hiện một chức năng nào đó xong rồi, thì mặc nhiên bạn quay trở ra main menu. Game cũng vậy. Không có ai mà mới vừa chơi chức năng này, chơi cái trò này, trò con ở bên trong mà cái hỏi là thoát hay không. Không, không, không. Bạn chơi xong cái trò đó, bạn thoát một phát là nó ra main menu. Còn nếu mà muốn thoát thực sự thì lúc đó bấm nút thoát. Còn không thì nó cứ lòng vòng trong cái game đó. Nó không có thoát ra. Và cố tình như thế. Hiểu được vấn đề chỗ này chưa? Đó. Như vậy khi mà bạn viết thì bạn làm không có gì sai cả. Giống như là cái bài mà bạn demo bạn phải gửi lên cho thầy đó. Thì không sai, rất tốt, làm rất tốt. Nhưng tùy theo quan điểm của mỗi người mà mình xây dựng một cái menu như thế nào là hợp lý. Cái này không đúng không sai nhé. Không có đúng không có sai. Nhưng khi mà chúng ta xài phần mềm nhiều, chúng ta là dân lập trình nhé, dân lập trình các bạn xài một phần mềm nào đó thì bạn để ý một chút xíu. Bạn xem là người ta viết giao diện có gì hay, chức năng có gì hay và những cái vị trí đặt, tức là về phần giao diện đó. Nếu mà khi mà các bạn học qua môn tester, các bạn sẽ có là kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện và kiểm thử cái độ hài lòng của người xài, người dùng. Đó. Cho nên là bất kỳ một cái phần mềm nào, mình là dân lập trình, mở ra
xem thử nó hay hay không, mình có tiện dùng hay không, và người dùng người ta có hiểu hay không. Đó, ví dụ như ở đây cái paintbrush thì color one, color two là cái gì? Bây giờ nếu mình chọn màu vàng mình vẽ, à ở đây màu vàng, vậy color two là cái gì ở đây? Khi mình chọn ở đây nó là cái gì? Tự nhiên cuối cùng không hiểu gì hết. À, như vậy khi bạn vẽ ra đây, đó, bạn fill. Đó, như vậy thì cái color two này nó làm cái gì ở chỗ này? Đó, thấy chưa? Thấy color two có vấn có ảnh hưởng chưa? Như vậy thì bản thân cái pen này, nếu như mà ai xài quen thì cảm thấy là ok, rất là tốt. Nhưng mà ai chưa quen thì có vẻ là không ổn tí nào. Như vậy thì thay vì người ta để color one thì người ta để là foreground color, không hay hơn à? Cái này là gì? Back color là hình, là màu nền, không phải hay hơn à? Cái này là màu vẽ, cái này màu nền. Các bạn không thấy riêng cái này của thằng Pen là cái thằng của ai đây, ai viết đây? Microsoft rồi này. Ừ, Pen Press là của Microsoft đấy. Nhưng mà đôi khi người ta viết ra mình cũng có cảm giác rất là khó chịu, đúng không? Color one, color two làm gì vậy? Tại sao không để chỗ này là giống như Photoshop vậy đó? Foreground color, còn này là background color. Vậy thôi, người ta nhìn vô là người ta thấy cực kỳ đơn giản. Đó, các bạn thấy chưa? Riêng về cái giao diện thôi. Đó, hoặc là outline nè. Cái này là outline đây. Cái này là fill đây. Đây, fill là color 2 đó. Và cuối cùng là làm vậy, cuối cùng người ta nhìn vô người ta rất là khó để mà tiếp cận kịp. Không, ai mà xài lâu rồi á thì mới 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 biết được, còn nếu mà không xài mà biểu vô chọn color tool không biết để làm gì. Rồi, ok. Như vậy thì thầy sẽ viết theo cái hướng này. Cái hướng này. 1 2 3 4 là thoát. Và cứ xong chức năng là tự động quay lại menu chính. Được chưa? Đó là đơn giản nhất. Còn nếu mà bạn làm thêm sub menu là có tiếp tục hay không thì lúc đó chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp. Còn bây giờ chúng ta làm menu như thế này là ok. Như vậy thì ở đây mình đã thực hiện được chức năng là chỗ này là menu rồi. Rồi, xuống đây xong. Đó, chọn học lực. Chỗ này mình sẽ viết thêm một cái chương trình mà giải phân trình bậc 2 và chương trình tính tiền điện nữa. Hôm trước mình còn đang thiếu một cái nữa là chương trình tính tiền điện số 4. Tính tiền điện. Xịt N. Rồi cái số 5 mới là thoát. Được chưa? Số 5 là thoát. Như vậy thì chỗ này mình sẽ thêm vô gì? Mình thêm vô số 4. Số 4 là chương trình tính tiền điện. Đó. Chọn chương trình tính tiền điện. Rồi. Đến số 5 là thoát. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái menu chính. Bây giờ chúng ta sẽ đưa một cái vòng lặp vô đây. Để khi nào mà làm xong một chức năng thì nó tự động nó quay trở về menu chính. Như vậy thì để làm được như vậy đó thì bạn sẽ sử dụng cho thầy một cái vòng lặp là do. Còn không ở chỗ này là bạn sẽ sử dụng sick go to, chỗ này cũng được nè. Go to là khi nào là bạn kết thúc. Rồi ở chỗ này mình để một cái label là menu đi. Đây, bạn go to cho đây thì được nè.
Go to ở đây thì được nhé, chứ không có go to trong vòng lập sheet nha. Go to menu đó, cứ xong cái là go to menu. Như vậy khi mà mình đặt cái menu ở đó thì những cái này là con của menu, mình chọn xong mình tap một cái nó tự động nó vô. Thiếu chấm phẩy rồi đó, sau khi thực hiện xong thì tap một cái chạy chương trình, chọn số 1 nhập vào điểm 5, thấy chưa? Đó mình đang thiếu sức xuống dòng rồi gì đó đó, mình chọn số 2 nhập vào hệ số A hệ số B, xong xuất ra rồi chọn lại số 5 kết thúc, được chưa? Như vậy thì các bạn làm một cái menu mà quay lại kỳ đơn giản, cực kỳ đơn giản đó. Chào tạm biệt menu, ok. Chọn chức năng số 1, 9 điểm, xuất sắc. Rồi, ngay cái chỗ xuất sắc của mình là mình chưa có xuống dòng, là ở phía trên này nè. Return trung bình, rồi ok, ở chỗ này. Xét học lực. Xét in, rồi. Đó đây điểm là 9, kết luận là xuất sắc, rồi ra menu tiếp đó. Nếu cần thì chỗ menu này mình xịt n chỗ này cái nữa cho nó cách ra. Một bảy khá menu, chọn chức năng 2 rồi. Nghiệm của phương trình, chỗ này nghiệm của phương trình mình quên xuống dòng, nghiệm của phương trình chỗ này mình quên xuống dòng đó, mình cứ làm từ từ vậy thôi, được chưa? Như vậy thì đối với lại cái dạng mà menu đơn giản như thầy đang nói ở đây thì các bạn sử dụng cho thầy một cái label, và ở dưới này bạn sẽ sử dụng một cái go to. Ha. Như vậy thì cái menu của mình cực kỳ đơn giản đã xong. Còn có một bạn là hỏi là để làm sao mà clean được cái menu. Cái đó cũng là phần mở rộng luôn. Tức là sau khi chúng ta chọn chức năng một xong, các bạn sẽ xuất lại cái menu mới, và cái menu cũ, tức là cái phần bên trên này, biến mất. Làm được không? Dạ được. Dùng gì? Screen màn hình Clear màn hình. Clear màn hình dùng lệnh gì các bạn? Đã xuất tâm sửa lại hết. Hồi xưa bắt khai báo. Khai báo từ diện Windows. Dùng thử coi, bạn nào đã làm được cái đoạn code đó trình chiếu cho thầy xem.